Hello các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ là khi nào thì mình nên nêm gia vị cho vào đồ ăn của em bé. Thì theo bác sĩ viên thì mình chỉ nêm nếm gia vị vào đồ ăn của em bé lúc em bé được 1 tuổi. Tại vì sao? Lúc em bé nhỏ thì mình, các bạn biết cái thận của em bé nó còn rất là non yếu. Nếu mà bạn bỏ một lượng muối nhiều quá vào cái thức ăn đấy thì thận của em bé không có làm việc tốt được, dẫn đến các em bé này sẽ về lâu về dài nó sẽ bị bệnh liên quan tới thận, và nó sẽ một cái nữa nó sẽ làm cho em bé biếng ăn đấy. Thì mình cũng vì tốt cho con nên mình nên chờ sau khi em bé 1 tuổi thì mình nêm nếm gia vị cho em bé. Nhưng sau 1 tuổi mình nêm nếm thì mình nêm nếm một cái lượng vừa phải, rất là nhỏ, không đừng có mặn quá. Mong nó giúp ích cho các bạn.